Danh tính của nam thanh niên dùng bật lửa soi xăng là Nguyễn Bá Đức, sinh năm 1994, trú tại xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Hiện Đức đang đi xa, vắng nhà nhiều ngày. Chia sẻ với chúng tôi, anh trai của Đức tỏ ra khá bất ngờ trước hành động có phần dại dột, thậm chí là điên rồ của em trai mình. Cũng không biết là cái động cơ của nó như thế nào, mình cũng không rõ là tại sao nó như vậy. Vì từ trước nay thì nó nghịch ngợm và nó chơi bời thì ở dân làng cũng biết thì mình là anh thật, thế nhưng mà thật sự là không quản lý nổi. Vì giờ ai cũng lớn, cũng có một cái suy nghĩ riêng, không thể quản kiểm soát được hết được. Vì mình cũng có cuộc sống gia đình riêng của mình. Người em thì cũng lớn, nhưng mà khuyên nhủ mãi không được, mình phải chịu. Xét về mặt gia cảnh thì thực sự cuộc đời của Đức khá đặc biệt. Khi 3 tuổi đã mồ côi mẹ, 4 tuổi thì mồ côi cha. Sau 2 năm nuôi nấng chăm sóc Đức, người gì cũng bỏ anh mà đi. Về sau Đức được người anh họ cưu mang đùm bọc. Chiếc xe máy bị cháy là tài sản quý giá nhất mà nam thanh niên vừa được anh trai mua tặng cách đó không lâu, nhưng giờ đã bị cháy rụi. Đi làm lằng nhằng này thôi, ai mới làm gì thì làm đấy. Nó nghịch ngợm, bây giờ không có bố có mẹ thì làm sao được bằng có bố có mẹ dạy được. Tôi thì tôi chỉ nghĩ là chẳng biết là nó khờ hay như nào, chứ còn thực ra chắc là cũng không có cái ý đồ gì đâu. Nó thì cái kiểu như có lớn nhưng chắc là chưa có khôn, còn nông nổi thôi, chứ chắc không có ý đồ gì, theo mình hiểu thì là như thế. Cũng liên quan đến hành động dại dột bật lửa soi xăng này mà ngay sau vụ việc, Nguyễn Bá Đức đã được công an mời lên làm việc.